Good afternoon, everyone. Good afternoon, teacher. Good afternoon. How are you today, everyone? Good afternoon, teacher. How are you today? Yeah, very good. For me, I'm fine too. After I didn't get the vaccine, I feel like tired a little bit. Thanks, everyone. So today we just continue our lesson. But before we continue, we just check our homework first. So take out your book altogether, exercise and grammar book, the orange books. Chúng ta sẽ bắt đầu từ chương mới tháng học này. Các tháng học này bắt đầu từ bài thứ 76, cái chấm nhận grammar. Nào con nhé, bắt đầu cái chấm nhận grammar. Everyone, do you see I'm sharing screen? Tháng học này không chỉ cho share screen nào con, bắt lược sẽ phải bằng hai nhé con. Cùng toàn A, dừng check tháng học này con. Điên cài hơi sân, nó điên cài hơi sân chăm ba camera lược bằng hai sẽ hơi chờ đôi rõ đòn. Everyone, did you finish your work? Mình mang phục cái ca năng rồi rồi con. Yeah, hopefully that you done it. If the student doesn't have, if you do not have book, it's okay. You just look and listen with your friend and you can answer with your friend. Nè đã ask the person, ấy thế. Chăm chui chơi cho mỗi mặt phẹo dương chơi rùm cho mỗi mặt phẹo dương tử. Học khuôn chàng. Now everyone, let's check all together. So number 1, number 2, number 3, we just check already, right? Chính lịch mùi lịch bì lịch bởi dương chai ngay hay. So now start from number 4. Som Karana. Karana, can you tell me the answer for number 4? She? She eat. Going to play. Very good. She is going to play. Thank you. Cái này dùng pra is đại sa tại she, na she dùng pra chủ mùi đường e. That's my. Can you tell me the answer for number 5? Nè, ở sập hơi ở đây tay mở cho share screen tới hay ai trả lời liền liền tới. Tả number 5. That's my. Can you tell me the answer? Very good. It is going to rain. So Minh Huy, can you tell me the answer for number 6? Minh Huy? We are going to drink. We are going to travel. Very good. Ok con Minh Huy, tầm trớ. Number 7, please, Darapin. Eat. You are going to eat. Very good. Thank you. Narong Rachana, number 8. They are going to work. They are going to work. Excellent. Heng Ratisera, can you tell me the answer for number 9? The cat is going to fish. Go to go fishing. Very good. Trầm trớ. Cái này hai tay bàn chì nè tặng ọc ní chơi rưu dỗ y. Anyone can you tell me why we use is in here? Hai tay mà cái này nhìn prạc ý tặng ọc ní. Mình nhập xe đã đã A hết cái này nâng. Bạn. À lời bà con đã y. Bà, ta lỡ bà xin chị con đã ý, ta mua là hai đấy vẫn chị con đã ý. Hai đấy lỡ bằng cái lại những cái đã ý, lỡ trơ á, cái lại những ý trơ rồi. Bà ta hai đấy mà chị kịp ra ý còn, mua là hai đấy. Chứ mình phở A tự, mình phở em tự. Vì miên mua là hai đấy. Bà phải bố tại khát, khát chỉ nào. Bà ta khát nâng, nè đang ở đây sẵn kết mà mớ khát nâng, mình tham ai hỏi con. Bà, chẳng cat nâng cư chế singular. Chi và thậu tại mùi. Nào con á, chi và thậu tại mùi. Chẳng cư dân trời tại prao chì mùi nâng is. Nâng thơm lập hôn ai lăng quay nhé. Hay cà nà plural. Và thậu chạp bì bì lăng tờ. Nâng cư dân trời tại prao à. Nâng là tăng ốc đê trời chùm nằm. Tại chạp bì bì lăng tờ cư cat nâng cư đăng ở thaym ai hay. Bà ta này đi xa tại vì tại mùi. Chẳng hãy tập cat nâng ốc miên thaym ai tê. Chắc mình cái lại nghiệp hợp y. Nên chờ đồng lực lang vinh tích tích nhé. Cảm ơn anh em đã có cái này.
The last one, number 10. Thavi, Thavi, can you tell me for the answer for number 10? Thavi, can you tell me the answer number 10? The girls. Ít hay được cả A con? Cái lại còn là is. Tầng ọc này, cái lại nâng is được cả A. Tầng ọc này, chơi thả vị thịt mất con. Ba. Cái lại nâng kì dân pra A. Đại sao cho mình bình vô lại A. Cái nào bật thậu cha bị bị lãng tới. Để kì mình thêm S. Rước cổ I A. Rước cổ lúc Y thêm I A. Nâng cứ tới tại pra cho mùi cái con. À, tầm trời. Chân cái lại nâng A nó còn á. Đại sao tại girl này cho ra nè. Pì nè ơi. Chắc mà cái lại nó kịp ra à. Ở con chân ra dạ bê bê tí xong con check bình đất lang vinh khôn ái. Nè nà để check bình đất hái xong con ba camera lang. Thì chờ bình đất mơ cái ca bỏ con lực sụp hơi lang tới. Thank you everyone. Now we just review our lesson before we continue the next page. Chân chỉ chờ rụm lập bê riêng sân á. Chúng ta yesterday we study on page 5, right everyone? Sao mình nhìn riêng được 4 thì ở tầng ọc này? Yeah, so we just learned in section B, we're talking about practice the word. So we're talking about the weather, chúng ta nhìn bị ạc sát thiệt. So we have 6 vocabulary. Chúng ta nhìn bị ạc trong nguồn 5, và mùi bị ạc. Chúng ta sẽ xong ai, sẽ biết, can you read the 6 words? Sẽ biết ai ăn bị ạc tăng vào mùi, nhưng mà phải start tính mất con. Cold, okay. Cold, warm, hot, humid, humid, foggy. Very good. Thavi, can you read it again? Yes, sir. Ta an ma con. An ti man sir. Tính tầng ấm mà chạp bị lệch môi mà con. Cold. 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 Warm. Warm. Tạm một tiếng. Hot. Hot. Tạm một tiếng. Humid. Humid. Number 6, trong cái foggy. 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 Ở con. Ta tặng ọc nghĩa bật voi hay repeat up to me. An ta mới chờ tặng ọc nghĩa tầm bật bạc voi á ná. Ta an ta mới chờ tặng ọc nghĩa ta. Let's go. Unit 1. The Great Outdoors. But boy, but boy. Let's talk. B. Practice the words. Review. 1. Cool. Cool. Cold. Cold. Warm, warm. Hot, hot. Humid, humid. Foggy, foggy. Akun chan, Bong. I will ask you the question. Look at the screen. I look at my mouse, and if I point to the picture, not point, just like number one, I will ask you the question, and then you need to answer. Now, number one, how's the weather going to be? Number one, it's going to be cool. Yeah, very good. It's going to be cool. Thank you. Mạc tí. Mạc
Number two, how's the weather going to be? It's going to be cold. Yeah, it's going to be cold. Thank you. We mean number three. How's the weather going to be? It's going to be warm. Very good. It's going to be warm. Thank you. Sâm nắng. Number four, how's the weather going to be? It's going to be hot. Very good. It's going to be hot. Mình kia, number five. Ni mình kia. How's the weather? Wait, toàn số dùm nối bởi. How's the weather going to be? It's going to be a humid. Humid. Very good. It's going to be humid. Somre smay. How's the weather going to be? Number six. It's going to be foggy. Very good. It's going to be foggy. Teacher, xong mình đi sát con an pì lịch mũi đo lịch bay mà phải dừng snap an chậm lại nè con. Number one, it's going to be. It's going to be cold. Number two, it's going to be cold. Cold. Number three, it's going to be warm. Yeah. Oh, good. Thank you. Ban con ban tham pan nang ai con tham pan nang. Rương Savanna ro. Bat con an pi lek 4 da lek 6 ta. Go. One. Da number 4 con chênh pi lek 4 tau da lek 6. Four. It's going to hot. To be hot. Five. It's going to be humid. 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 À mình chú ấy con humid. Humid. Yeah. Number six. Six. It's going to be foggy. Foggy. Oh, con. Thank you, con xin lành. Oh, con, tặng ơn này, ni con thì chia ca đầm lực mê riêng thế nè. Ba con. Okay, you can go. Ta. Now today, we continue on page. Bà mang con, ngay nâng dính to tờ tập bó tìm mang, tặng ơn này. Yeah, on page 6. Ta hả lời dương, ba ước sắp hợp bùm tặng ơn này tờ tập bó tìm mùi tặng ơn này mà con. Student book. Ngày này bịa nâng bà dục tiết đây. On page 6, the body from mối. We have section A and section B also. Chẳng dừng mình section A and section B. Còn con khơi nhớ tặng ọc này á? Khơi nhớ. Ok, very good. À lấy này tặng ọc này mơ mà screen thì cho em tích. Warm up. Outdoor activities. Còn con nói chạm, bị outdoor bỏ không ai thầm mất con. Tờ cào, xong đó cái tờ cào cứ cá, cầm sàn nơi kháng. Tờ cào đó. Là bị outdoor activities cứ xong đó từ lớp sẽ cầm một phép để dân tờ cầm sàn nơi kháng. Nè, nên nâng nơi kháng cào. Ở đó thì cho mình xong đùa khá. Nè, thì cho mình xong đùa khá là bây xung nè tặng ọc nìa. Hãy cho mình chậm lại bỏ thì chơi bàn tay còn nên thay cho trong bàn chậm lại vì nhận được những cái này này. Sầm nối tiếng mũi thì chơi số ta. Have you ever go outside with your friends or family? Tại những khoa học tại đa linh nên cần cao chỉ muốn một pair được có của xa đây ở everyone. Have you ever? Yeah or no? Yes. Okay. Yes. For me also. Yes. Yes. Chẳng sầm nối và to tiếp cái số ta. Where are you going to go? Hãy bật sang chậm bàn tay lên những ta bị chở tên nè. Tao này anh đã tao đi tên nè. To
go to play my uncle's house. Okay, you're going to visit your uncle's house. Từ ở xu sốc tục tè ông nè. Xem mẹ bị chơi mình chẳng lại xem bị tạ nọc này hay xem nô bắt tọa tiết. Cho xu thà, what are you going to do? Hay bê tạ đo nâng dân thuê kê khá là. Khỏi bị dương từ xu sốc tục bù nâng dân tạ đo tè tốt nhưng mang thuê kê khá là. Play football. Play football. Cho nè xem con con mình mang thuê kê đó tốt. Thế bê. Dạ. Yeah? Thả mấy con sạp bọt bàn. Ok, you play tennis? What is it? Play cards? Liên bi hả mẹ? Play kai. Oh, play kai, ok, sạp bọt bàn chúng tôi nè. Tỏ, mình chắc này chỉ chùm lại chơi về hình còn nấu, bà tay xin bảo chơi cười dễ. Hai bữa sinh gì chơi chơi từ chơi từ trên cái grand trong pin từ lên lên lại xuân tật nè từ lại xuân thật tôi vẫn chăm mất cả năm nãy dương nông nên từ lên xuân từ lên grand trong pin xuân tật nơi trong pin nhỏ chung cái này á từ ngon nên ban từ đã là nát lắm ban từ miên hả ok cái thứ bài từ lên tật màu vinh lộc màu uôn đôi apricot ta xem mẹ chơi từ hai tấc hai xung đố mình toát tiếp cái số tha what do you have ở lỡ ưu tiên ho tha thì chơi từ hai tấc ưu tiên ho chơi từ hai tấc ta về chơi từ hai tấc mất ta để cho mình thử mình ấy cái khả iPhone nhà mình iPhone mình ấy chẳng có nè yeah chẳng xem mẹ chơi chơi mình tha I have a swimsuit pants rồi có towel ấy chẳng tấc xinh xinh là bọc xinh xinh dùng vô tập ra nó về dùng tấc lại ngủ tấc chắc là đi còn là chơi bắt đầu sầm đầu từ lửa pe từ hai tấc á, bàn tay nửa pe rồi nè, tặng óc nia, từ liên sự cảm hiệp xem xem khó việc nia, cứ nè tặng óc nia từ ca rồi bắt khó nia vậy. Chắc ngày ní nè tặng óc nia đang sắc xa theo tông từ những outdoor activities and you need to describe the thing that when you do activities and then you need that one. Chắc ngày nay dân sắc xa pi sự cảm hiệp này nơi thằng cái hai sự cảm hiệp tặng óc nó pe dân từ liên nó cứ dân từ ca miên là bỏ cái khác là bay trôi luôn không ca liên nè. Để dân thời bị bỏ này. Chứ nè tặng này bạn khơi nhé. Nè nông ở tầm bỏ tiếp là mũi in section A. Thở tặng này. How many words are there in section A? Eggs. Yeah, eggs. Eggs. Chứ dân miên chùm nuôn bằng mấy biệt. Biệt tặng ốc này cứ sất tay chia được bỏ là bỏ tặng ốc. Hay nghi sửa đấy để sao vì miên rụp thở tặng ốc này. Hay biệt tặng bạc biệt tặng bằng bầy nâng cứ vô tờ prao nè nông outdoor activity khó khổ này. Toàn nó tặng học nia bạn tỏ lời tặng học nia listen all together ở lời những stop listening tặng học nia nè tỏ ready go page 6 let's learn a learn the words number 1 omit number 2 A bat. Number 3. A skateboard. Number 4. A helmet. Number 5. A tennis ball. Number 6. A tennis racket. Number 7. A fishing rod. Number 8. A bucket. Listen again. Som kong kong snap ma dong tiet tang ok nia. Ta go. Page 6. Let's learn. A. Learn the words. Number 1. Omit. Number 2. A bat. Number 3. A skateboard. Number 4. A helmet. Number 5. A tennis ball. Number 6. A tennis racket. Number 7. A fishing rod. Number 8.
A bucket. A bucket. Thank you everyone. Con snap to nào con. Okay, very good. Bắt hậu tầm ơn ninh bà chăm thì chờ prap bọ prai của con dù lại thở ấp. Bà thanh chờ xua lịch mùi. Mịt. Mịt nâng dương đại tầng ơn thích đang bọ thầm ấy. Number one á, mịt. Bạn chẳng bật vô ấy, mình chờ prap. Chẳng mịt nâng, vì mình bị khác con dù lại. Tại mình bị khác tỏ dương của dù lại chờ bởi dù lịch đây. Chúng ở mít nâng bọt là sẵn đầy. Bên tay bởi phê sẵn đầy lên kì lá baseball. Có kì lá baseball đó con? Có. Bạn đại xa tay kì lá ní. Miên phía chẳng là phía phải ở rộp tế. Nơi mà đông mà dì dưỡng ọt xa mình nạ lên. Thế nào còn nát baseball nâng cứ kê tra ca mít. Chỉ mùi nâng bát hơi cứ có tra ca miên hai mẹ tay. Hay nơi phê đại nẹ đại căn là bóng nâng. Hay mình miền đại sẽ chăm cục ball mùi tiết nè, cái thằng ca ball mùi tiết soft ball cục ball tới, bởi sinh gì quay trời tới cái miền này chăm chập nè, miền này chăm chập, chẳng phải cái chăm chập nó cứ cái prà à mít nưng to nó, cục ball lưới tha bịa sòng đáy small nưng tích tơ à sòng đáy liền chan à sòng đáy pê dương vô mà bịa làm bay ca pê đi sòng đáy pê ấy á, tôi chỉ lo mà nắng à nắng no à nắng cái miền bịa sen tiệt to nó tao học này á, bạn chúng ở mid nâng MITT nâng Brahman tại sòng đáy nơi không kể là baseball thì bad đang đăng ấy đồng bóng skateboard này nãy chơi lên skateboard mình còn nãy chơi lên skateboard đó con ok good chờ chơi thì chờ lọp chi bỏ chờ có ở chi lên lọp chi lên bỏ con sơ mà đóng đua ốc cho cái chung cho ngọt nhưng mà chơi nhưng mà chơi lên tại nó tỏ hạt của nó của thân hạt này chia kỳ lam mà bập hết tay với cầm sát và tay cầu vị của thân hạt này bởi dương ọt chèp ra vì nó khi mình có buồn kì helmet còn đăng ấy mũ sạch tập hiếp tennis ball còn squat tennis ball thằng học này bạn vì chỉ việc xong mà phải việc tennis vì mà phải việc thật tennis bốc cho mùi đường bộ bảo chứng mình hạt con bảo kỳ là tennis tiếp là mối ở tennis racket chắc là nó bỏ thá đón ba at nó khai nhớ mình nè trả lỏ mày mình đón vi xây á nè ra ở tennis racket nó cứ đón vi thế nì bàn tay bảo pe đón à dương vi xây thò mà ra á cứ racket toàn nó thằng học nè toàn chơi gì lại nhưng á bạt con lúc tập tennis chơi nhất đã tập racket tập tê máu cứ à đón vi xây thò mà ra tay đập pe cana đón vi ball thế nì cứ cái pra tennis racket pi nó khóc nè nè con đong vi thành đi thì rừng muộn chiến rừng rừng chiến hay à sao bay vi nó có cả chiến này hay là ở chiến với lúc ấy con mal vi hiểm thủng vi mệt đôi say dương xa còn là vay ban đấy nè con nè chẳng tennis racket hay là racket đẹp dương play badminton nó cứ khóc nè nè number 7 fishing rod bởi mình là cái free time chơi chơi fishing rod ta có ở đâu chơi go fishing á chơi 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 cái này bàn tay xuống đại bàn tay đi từ quay chụp hoa cho chào ok good chân fishing rod nắng cứ đong tụi tay đại phía trang cái hai thà đong sợi tụi thở tao nghe này trong cái cứ bạc kẹt nắng cứ thùng tật thùng ấy thì dương miền tây vua năng khai bạc kẻ tài toàn lớp tầng học này con tay thì cho bạc mùi tiệt bỏ sân chia nó riêng được thông này con tay ở miền tây dùa tề đáp nè riêng được thông này tạo miền tây dùa tề năng khai container vậy bờ mai với cái hai cái cái hai cái lấy bạc cái này này cái thôn yeah này là cái thôn và nó gà cái thôn thật rồi có chạm tay thật hai cái thôi đưa chặn tay anh nâng hai container với nhá opera bạc kẹt cứ to tay thông nút miền tây sầm rập dù bàn mà thả đầy môi được đầy pi sầm rập dù bàn là hai bạc kẹt tay con trai thằng học này bây giờ lại có bác bay từ ấy khai nhà thằng học này prà pi anh nâng vô tập prà cứ khóc vui vơ vậy thả chờ nâng bây giờ lại bàn có bác bay lấy thằng học này khởi bị dân chập và nâng ấy nhà thằng học này nick bộ prà tế chờ bạn bộ phe thằng học này sẽ đáp ấy mình
chúng ta có thể mở section B nãy nãy trong section B nãy tao học nên mình khơi section B khẳng trọng bà con à con tao học nên miền nè tao học nên mở máy chơi chẳng on nè nãy tao học nên khơi khơi bịa tao học khơi fresh tao học là nói con khơi nha con bạn go skateboarding go skateboarding bỏ mai thằng mấy con đúng á oh no, mình chỉ ski nè, no, mình chỉ ski tê thời trăm tha. Ski cứ go skiing. Đang ngay, chẳng hạn nó cái bọt ha, tới chi bọn tè khát đà. Toàn ớt, à, skateboarding nâng, mà cho dễ chọn bố mà skateboard nâng, cứ chi là bọt sọc kê tê. Chi biết cầm chay vì sọc kê màu tê, chẳng phía chả nè, khá hai viết skateboard, skateboard chẳng bồm. Tại mình nó không quay chẳng nào nó cái hai viết ha, ở bọn tè khát đà ski. Rồi ấy, vì tôi ski đá, và tại vì pra bằng tiếc đá để những ai chọn bị lửa ban thở ở tầng ốc này. Chùm này ai ski vì đôi chỉ bài chương để đạp con nơi bị khẳng trọng, con mà chú được con buồn. Chẳng là ski khó khăn này, khó bị skateboard, chẳng có bộ thay từ chi ski ở trớ này. Go skateboarding từ chi bằng tiếc đá ski. Toàn ở tầng ốc này. Bạn, đó phải play baseball. Play baseball mình chẳng bàn pra bài kì là vì con bà. Play tennis. Play tennis lên kì là vì tennis. Bánh chạy. Tennis cứ chia kì là bỏ sọc kê. Mình chẳng mình miễn cả bộ prai nam sinh kìa bị kì là tennis nâng đợt đại tế. Mình là khác quật dễ thắng thì chở ở nâng bộ thang kì là vì bảo. Ở trời thế nào còn nè. Vì bảo nây sinh thế đây. Chẳng nâng bộ thang kì là vì tennis. Trong cái go fishing tới stúi. Tới stúi trời. Ở với đây thì chở bạn an bộ prai nè. Tầng ốc nha nâng cứ sắp tại chia outdoor activities. Chứ sẽ cảm ơn phép để dân tơ gặp xa lên nhà khẳng trào. Vẫn tại cái mình sẽ nấu môi suốt hả. Nó phải để dân tơ lên sẽ cảm ơn phép bằng ốc nâng ạ. Ta dân cua mình ấy kia khá là. Nên sẽ nấu để kia chào sủa. Ở đây dân sẽ kết mơ tầng ốc nè. Chẳng nẹ tì môi cứ quạt go skateboarding. Còn mơ nè, còn mơ tam slide cho các bạn này tầng ốc nè. Hay number 2, quạt tơ nát tầng ốc nè number 2. Yeah, to play baseball. How about number 3? Number 3, cái con number 3? Yeah, to play tennis. To play via tennis. Nah. How about number 4? Yeah, go fishing. Very good. Tôi nên chụp nắm sân tới ở đằng sẽ cảm ạp hiệp. À lấy chơi xua thà, bà tới go skateboarding. Dân trời ca ấy cái khả. Helmet. Yeah, very good. Ni chim lai nang khang lơ ni. Mnak ni, mnak sreng kot suot tha, what are you going to do? Ta nak nang thvo ai? Hai srap ta mnak prok ti 1 ni dai kot go skateboarding kot nyei tha, I'm going to go skateboarding. Khnyom nang teu chi bonteh kada ski. Hai potom mak kot ban banchak tha, I have. Tong khni have bok khmai ta mai tong khni have. Yeung rian ai ai? Ba, yeung rian hai na. Have nang yeung bok tha mien. Khiom mean a skateboard bên tay cả ski muối and a helmet hai chữ muối nâng cái con helmet mình ba bộ sự vật tập hiệp muối ở lại vẫn đang chậm lại thì muối nhá how about number 2? Number 2 bớt xin gì cái số sầm nước cái số thao what are you going to do bớt sai mà bớt sai chẳng mấy chẳng học nên number 2 I'm going to play baseball chẳng I have ở lớp tí pi miền cái khả I have cái khả I have a mitt and a bat. Very good. I have a mitt and a bat. Chúng ta trở ca trong đây chạp báo cho mỗi nâng bat đầm bò tâm trở và tỏ mà tiết number 3 what are you going to do và slide thầm bách tầng ngọt này very good. I'm going to play tennis. So I have a tennis racket and a tennis ball. Tầm trời chân quạt tờ capi nè. A tennis racket hay nâng a tennis ball. The last one number 4. What are you going to do? I'm going to go fishing. Tầm trời. So I have a
fishing rod and a bucket. Yeah, I have a fishing rod and a bucket. ចម្លើយត្រឹមត្រូវ អរគុណ វីរៈពង្សសូមអានលេខ2ឡើងវិញគាត់ តោះអានលេខ2ឡើងវិញអស់សំទោសលេខ1នេះអានប្រអប់ខាងលើនេះចេញពីសំណួរមកមុនមកតោះ What are you going? What? What are you going? What are you going? Okay, កូនមើលពាក្យអស់មកកូនមើលប្រយោគមើលក្នុងសៀវភៅមានតែ What are you going to do? កូនឯងតើមើលនៅណានោះ What are you going to do? តើមកទៀតចម្លើយSkateboarding. Skateboarding. I have a skateboard and a helmet. Thank you. Som Henrietti Sera, number 2, con. And, yeah, thử. Thử, để chìm lại. I'm going to play basketball. I have a mitt. I have a mitt.And a bat. A bat. Thank you. Som te kan Valin liep vật tây. Ta, number 3. Som sum nua môn 200 chum lai nè. What are you going to do? I'm going to playTennis. Tennis. I have a tennis ball. Ball and a tennis racket. Racket. អរគុណ Teacher សូមទៅកាន់សៀវភៅសូមកូនអាន number 4. What are you going to do?Fishing. Rod. Rod and a bucket. Bucket. Very good. Darapin. But teacher to play tennis. What do I need?បើសិនជាឆាតលេងធានីហ្នឹងឆាតកាយគេខ្លះកូនឆ្លើយទៅរបស់មកបានហើយកូនចាtennis ball very good and a tennis racket excellent ថាវិញ if I'm going to go fishing what do I need ថាវិញបើសិនជាឆាតស្ទូត្រីឆាតកាយគេខ្លះកូនឆ្លើយតែរបស់មកបានហើយថាវិញមើលស្ងាត់ឈឹងហើយសើសវណ្ណរោមកបើឆ្លើយទៅស្ទូចត្រីឆ្លើយទៅកាយគេខ្លះកូនfishing rod and a bucket very good អរគុណច្រើនអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីឲ្យខ្លីថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងពាក្យមួយចំនួនដែលពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពដែលយើងត្រូវលេងហើយបន្ទាប់មកក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពចំនួន4គឺមានអីគេខ្លះទាំងអស់គ្នាទី1 go អីគេ go skateboarding បាទ play baseball play tennis ហើយនឹង go បាទត្រឹមត្រូវ go fishing ហ
hơi nở pe đại dương tư lên sự cam phiền này mùi này mùi sắt tầm miền là bỏ vì ai đôi chi pe đại dương tư go skateboarding nhưng thật cam miền này cái khá con nhưng thật cam cái hammer chỉ mùi nắng skate skateboard bạn nở pe đại dương play baseball nhưng thật cam cái dương thật cam mid sầm đáy thật mid chỉ mùi nắng bat bạn nở pe play tennis nhưng thật cam cái a tennis game, a tennis racket, chỉ mỗi nâng cái kế, a tennis ball, tầm trời trong cái gì, tập bây giờ go fishing, nhưng tập cái gì con? Fishing rod, đòn sụt túi được cả đòn sụt trái, trong cái ở bát, a bucket, ở con chăn, con chalat, ai chơi bàn tầm trời, ở con tầng học này, chỉ chơi bình dụ cái cá, tay mình tích, ao này tầng học này hay. Muốn nâng bây dân cặp mê riêng tay mà đồng công ao giờ và bạn cho nên đồng cái cặp té cứ nè tặng ọc nè phương nó khăn ông sẽ phơi vượt bục còn cha mắt phơi vượt bục bà ní tổng bó tí tổng bó tí mán nè chờ bằng hai tổng bó tí mán con bà trầm trời tổng bó tí buồn ở lấy dân mơ nó khăn ông lùm hạt ế nó khăn ông lùm hạt ế look and shake chẳng nó không làm hạt e này we have four people nó không nói dương miên mà đúng chùm nguồn bốn nè the first person the name is Max the second person name Amy the third person chùm mùa Mary and the last one Joe chẳng bốn nè nóng gọt mình chùm mùa riêng riêng khuôn hai bốn nè nóng gọt căn là bó riêng riêng khuôn đài ngọc này khơi nhớt là bó nì mùi nó không mà đúng mà nè thở át ngọc này không khơi nhớt. À lời thì cho su mùi tao Joe, mình ai kia khá là Joe fishing rod cho mùi nâng ai kia a bucket thật Marie mình ai kia con Marie mình bóng chén dạ, tennis racket bàn tay con mình tennis ball lọt ọt miền tê chẳng quên đất mơ mình tên á Amy có mình cái khác ngọt này mà mở skateboard. Yeah, skateboard chứ mỗi đang helmet trong cái mac thì mang kia ở nhà ngọt này nè chẳng mac có mình mít chứ mỗi đang ở bed chẳng bà nam mac có mình khơi cái kia nè nè kia ở mùi mít có mình ở bed có mình chẳng cái bình đang có mình tới chẳng cũng kia Amy ngọt này Amy mình cái khác mà nhà ngọt này bạp đi chơi mà Amy mình cái khác mà dân kri bà chân dân kri nè lại skateboard dân kri nè skateboard hay nâng helmet nè ó helmet nè khẳng cầm nè chân dân kri helmet nè khẳng cầm nè màu tại tất lại nha đại có admin cứ cùng kri chỗ đó Mary hay nâng chỗ con mơ khôn anh tới hay cùng kri màu toàn lấy thằng học nè ở con tràn chỗ tới lùm hát bí sru bằng phật lùm hát bí nế con mơ rút hai con bằng pinh chậm lại màu chúng number one meet number two cái tiếng Anh này number two fishing rod thở ở tiếng Anh này chopperman ờ vậy mà ngày ấy tầm su chopperman ờ mơ tam screen nữa con mơ tam share screen là những cái cáp tia tầm bốn cho phong bự chưa lên con là toán chăm con thì chết chơi tại lẽ video nó không YouTube con ai chặt hàng mưa cả lại để con chờ lọt nâng ban number three cái tiếng Anh này number three yeah a helmet con vô cái cha tia lấy tiếng Anh này vô lấy chưa ở con tràn